Xin chào, xin chào anh chị à, Chào mừng các anh chị quay trở lại với bài học tiếp theo Và bài học này là bài học xây dựng các quy trình phục vụ khách hàng Và tôi xin phép được điểm qua một số những cái lời khuyên Một số cái quy trình để giúp các anh chị và các bạn có thể à, Nâng cao được cái chất lượng phục vụ của mình à, Chuẩn hóa được cái quy trình của mình Bởi vì sau này các anh chị mà làm chuỗi ấy, thì Nó quan trọng nhất là nó phải có cái sự đồng đều giữa các cái điểm bán Tức là giữa các cái Uh, cửa hàng với nhau đúng không ạ để cung cấp một cái sự đồng đều một cái trải nghiệm tốt cho khách hàng thế thì chúng ta có thể chia thành các cái nhóm đối tượng chúng ta chia thành các nhóm đối tượng nhân viên à, như là từ ngoài vào trong này mình nhìn vào một cái quán thì gồm ai à, ví dụ như từ bảo vệ này đến mở cửa này đến uh, uh, nhân viên uh, pha chế này nhân viên phục vụ này nhân viên dọn dẹp này uh, thu ngân này đấy thậm chí bây giờ rất nhiều các quán cà phê cực kỳ đông khách nhưng mà họ cũng chỉ có bảo vệ với lại một số những cái vị trí nhân viên pha chế và thu ngân thậm chí là pha chế kiêm thu ngân luôn đúng không vì sao vì muốn tiết kiệm chi phí đấy thế thì chúng ta sẽ chuẩn bị từ phục vụ cho đến dọn dẹp và lắng nghe ý kiến khách hàng à, rồi thì à, gọi là chăm sóc khách hàng hoặc thậm chí là nếu mà chuỗi thì chúng ta cần phải có cả nhân viên marketing nữa rồi, thế thì chúng ta làm gì chúng ta xây dựng quy trình để chuẩn hóa chúng ta cần làm cho không gian nó đẹp, sạch sẽ, mùi nó thơm đúng không ạ, phục vụ nó nhanh chóng hỏi han, thân thiện cười đùa với khách hàng một chút à, dịch vụ trong quán cần phải ổn và tạo cái sự thân thiết cho khách hàng là tốt, đúng không à, rồi thì nhiệt độ các thứ mình phải duy trì, ánh sáng các thứ mình phải duy trì chứ không là mình cứ vào mình làm bừa bãi đầu tiên thì mình sẽ cần làm gì à, mình sẽ cần tạm quy trình bắt đầu vào ca thì làm như nào nhân viên vào ca thì cần phải thực hiện công tác chấm công này chấm công tại vị trí này mặc đồng phục này đeo khẩu trang đeo đội nón bảo hiểm vân vân rồi đeo găng tay vân vân tùy vào các vị trí ví dụ như là vị trí pha chế thì phải đeo găng tay vào đúng không rồi mặc đồng phục nếu có phải gọn gàng sạch sẽ lịch sự À, đối với nhân viên uh, nữ thì nên make up nhẹ nhàng một chút nhẹ nhàng thôi nhá. Còn nếu mà để mặt mập cũng được nhưng mà đứa nào nó mặt mụn mặt xấu quá thì cũng phải chú ý. Đúng không? Trang điểm đánh răng rất là, là sạch sẽ nhất là những nhân viên phục vụ khách hàng à, quần áo phải sạch sẽ tránh các cái mùi hôi tránh những cái mùi hôi cơ thể rất là gây 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 ra cái sự khó chịu với khách hàng đúng không? Luôn luôn giữ cái thái độ tinh thần cởi mở hòa nhã. Thân thiện chào đón nói chung là khách là vip còn mình là người phục vụ đúng không? đấy sắp sửa đến giờ thì mình sẽ làm gì? À, thì mình sẽ bắt đầu là chú trọng với những các cái khâu liên quan đến chuẩn bị cho việc kinh doanh à, như là đèn này, sàn nhà này, điều hòa nhiệt độ này, các vật dụng ly chén bát đĩa này khăn tắm rồi khăn lau hay cái gì đấy đúng không? À, rồi thì giấy lau vân vân mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi điện nước rồi máy post các thứ mình kiểm tra cho đầy đủ tránh cái việc chúng ta bị hư hỏng bất thường chúng ta phải báo cho sếp rồi nha lau hết bàn ghế sạch sẽ các thứ rồi sàn nhà sạch sẽ thơm tho lau cửa kính được chưa tất cả những cái điều đấy là chúng ta làm trước đi cần phải sạch sẽ này và ngồi nó phải không bị dính không bị bám và khi mà khách người ta Uh, khách trước ăn xong hay là người ta uống người ta đổ mình phải lau chùi ngay uh, cẩn thận bởi vì tránh cái, những cái uh, rác rưởi hoặc là tránh những cái ly nó vỡ nó sẽ tạo ra những cái mảnh kiếng nó đâm vào chân người khác rất là nguy hiểm Đấy, chúng ta kiểm tra hàng bán trong ngày uh, hàng tồn kho rồi thì đết, tức là những cái việc là cái 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 thời hạn sử dụng của sản phẩm ưu tiên những cái gì mà nhanh hỏng thì pha trước đi cái gì mà đết ngắn thì làm trước đi đúng không vân vân đấy sau đó thì đến cái quy trình phục vụ khách hàng thì mình phải chuẩn bị là ly nước nước gọi là nước mời đấy bình nước để sẵn này đúng không chuẩn bị các cái vật phẩm à, rồi thì bỏ thêm những cái giấy lau khô giấy lau ướt cho khách hàng à, rồi đối với cái bộ phận pha chế thì chuẩn bị ly cốc à, nước nóng nước lạnh đá vân vân đúng không mở nhạc Đối với bộ phận marketing thì check in online chạy quảng cáo Facebook vân vân nhá hạn chế là không uh, chat chít không làm việc riêng uh, không nghe nhạc à, có thể sử dụng bộ đàm của cửa hàng nếu muốn trong quá trình làm việc nhá à, sử dụng phần mềm của cửa hàng được yêu cầu được cho phép Đấy. À, nhân viên không đứng sau lưng khách hàng không đứng xoay lưng về phía khách hàng À, nhân viên phải à, mặc đúng đồng phục và luôn luôn tươi cười chào hỏi theo một cái quy trình mà mà cái quán đưa ra ví dụ như cúi gập đầu chào vân vân kiểu kiểu như thế đấy sau đó thì mình à, tư vấn cho khách hàng hỏi khách hàng chọn lựa rồi gợi ý cho khách hàng một số các cái đồ uống phù hợp à, sau đó là bắt đầu mình book order trên mình đặt món ở trên phần mềm nếu có hoặc là viết phiếu đưa cho bộ phận pha chế đấy miễn quan trọng nhất là phải chính xác và thậm chí là nếu mà với uh, một cái nhóm khách đi đông thì mình nên phải hỏi kỹ hỏi nhiều lần thậm chí là phải đọc lại các cái thực đơn mà họ đã order tránh được nhầm đúng không bởi vì nhầm lẫn thì nó cũng sẽ gây ra là sự sự thiếu chuyên nghiệp cho cho khách hàng họ cảm nhận thứ hai là làm hao tổn chi phí cho cái cửa hàng của chúng ta đúng không và nếu như món gì ra chậm món gì ra nhanh thì mình cần phải nói trước với khách hàng là món này bọn em sẽ ra chậm đấy món kia em bọn em sẽ ra nhanh đấy đúng không rồi sau đó lại đứng về vị trí của mình để quan sát à, chờ đợi những cái vẫy vẫy tay em ơi hay là búng tay thanh toán cho anh đúng không hay ra thì anh bảo gọi anh à, thêm đồ cho anh bạn anh đến thêm đồ khách mới phải thêm đồ hoặc là uống hết nước mồi thì phải thêm nước ờ, uống hết đồ uống là phải ra hỏi là khách có muốn uống thêm không vân vân và mây mây à, khách có trẻ con nó hay nghịch thì như thế nào cần điện đóm quản lý vân vân hỗ trợ khách trong việc cắm sạc điện thoại cắm sạc máy tính hay là kết nối wifi, fi à, tất cả những điều đấy là họ sẽ kiểm tra rất là nhiều à, sau đó thì mình bắt đầu là mình thanh toán cho khách mình lấy hóa đơn mình in mình trả tiền thừa đưa hai tay cảm ơn đúng không? Sau đó mình lại bắt đầu làm gì? Lau chùi cái vị trí cũ, quét dọn cái vị trí cũ khách vừa ấy, sạch sẽ đi để đợi tiếp tục cho khách tiếp theo, đúng không? Đấy, cuối ca làm việc thì chúng ta cần phải dọn dẹp, kiểm tra các cái vật dụng đồ dùng, quản lý hàng tồn kho, rồi thì xử lý các cái vấn đề của ngày hôm nay như là nhân viên như là khách hàng phàn nàn cái gì giao ca bàn giao ca sao cho nó hợp lý bàn bàn giao tài sản đấy, rồi thì khóa cửa khóa kiếc lại lau chọn cho nó sạch sẽ đi đúng không đấy, kiểm tra các cái khu vực về điện phòng cháy chữa cháy máy lạnh rồi những cái gì được bật cái gì được tắt thì phải tắt hết đi để quản lý cái việc đó nên đấy là chúng ta kết thúc một cái một cái ngày làm việc có các bộ phận thì chúng ta tạo ra các quy trình như vậy chúng ta viết ra thôi nó cũng đơn giản dễ hiểu tôi nghĩ viết ra một cái uh, cẩm nang các bạn in ra nó mấy chục trang trong đó các bạn phát cho mỗi bộ phận à, nhớ rằng là của ai người đấy rồi thì có người ngồi check camera để, để chắc chắn là mọi thứ đều nó diễn ra hoạt động theo đúng ý mình đúng không à, rồi thì hàng ngày phải cho gửi báo cáo báo cáo về khách hàng báo cáo về doanh thu báo cáo về hàng tồn báo cáo về tình trạng nhân sự vân vân để chúng ta có thể xử lý hàng ngày chúng ta có thể tạo ra một cái nhóm trên zalo hoặc là một cái nhóm trên facebook đấy sau đó thì người chủ sẽ à, trao đổi công việc với mọi người qua đấy à, thứ hai nữa là các cái bộ phận có thể trao đổi với nhau qua đấy để chúng ta nắm được các cái vấn đề thì bây giờ cái việc quản lý từ xa nó cũng dễ đúng không rồi vì người chủ thì cũng có quản lý thông qua phần mềm này thông qua camera thông qua in hóa đơn tất tần tật rồi thì chúng ta không sợ bị gian dối mà chúng ta chỉ sợ là khách hàng họ không hài lòng với cái dịch vụ thôi và mục tiêu tạo ra các quy trình này để làm gì để chuẩn hóa để ai biết việc của người đấy để cứ cứ thế mà làm hàng ngày hàng ngày hàng ngày chúng ta phải làm gì quy trình của chúng ta bao nhiêu bước khách hàng làm nào để cho họ à, thêm yêu thích của chúng ta đúng không chứ đến thì quán thì trông hôi trông bẩn rồi thì rác đầy nhà nhân viên thì uể oải nhạc thì mở lung ta lung tung. Bây giờ tôi thấy một số quán mà ế khách vắng khách, người ta rơi vào cái tình trạng như vậy. Vào cái quán trông nó không có không gian, không có không khí, không có phong cách, nó mất sức sống. thì làm sao mà đông khách được, đúng không? Rồi à, nếu các anh chị và các bạn có bất kỳ một câu hỏi gì hay là có những vấn đề gì cần trao đổi à, trong từng bài từng bài hoặc là các nội dung mà à, giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi đã trao đổi hoặc là những cái vấn đề câu hỏi khác thì các anh chị cứ thoải mái à, liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp hoặc là nếu tôi không biết thì tôi có thể học hỏi cùng các anh chị à, số điện thoại 0989 623 888 email gmail com và facebook à, thì là facebook.com sược online một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này xin chào